Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây là khu cách ly tập trung số 1 của tỉnh Yên Bái. Nơi đây thì đang cách ly các trường hợp là F1, tức là tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 và các trường hợp đi từ vùng dịch về. Các trường hợp này thì đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và hôm nay thì các bác sĩ đang lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Điều đó có nghĩa rằng là trong Tết năm nay thì người dân sẽ phải ăn Tết tại đây. Vẫn biết Tết là cái thời khắc để gia đình có thể sum họp và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong một năm. Tuy nhiên, vì sự an toàn của cả cộng đồng thì năm nay họ đã có một cái Tết thật là đặc biệt. Tết năm nay thật đáng nhớ với gia đình 4 người, 3 thế hệ này. Cháu nhỏ chưa đầy 1 tuổi nhưng đã 2 lần phải cách ly. Lần 1 là khi mới sinh và nay lại cùng bà nội và bố mẹ đón Tết xa nhà. Dù không mong muốn, nhưng họ hiểu rằng đây là trách nhiệm của mình với cộng đồng. Tết phải xa gia đình, xa người thân, nhưng họ vẫn lạc quan, yên tâm đón Tết ở đây vì luôn có sự quan tâm, động viên của các cán bộ, y bác sĩ. Hôm nay thì thực sự là đây là một trải nghiệm đầu tiên của gia đình em. Vì năm nay Covid mà gia đình em thì vừa từ chỗ làm về thì đón một Tết xa nhà, năm đầu tiên của bọn em cũng như em bé của nhà em ạ. Em ở đây thì mọi thứ đều đầy đủ, các chị y tế với cả đội ngũ sát sao, giống như là ăn uống bọn em hoàn toàn tiện nghi ạ. Bọn em không thiếu gì, chỉ thiếu là cái Tết bọn em hôm nay là năm nay rất đặc biệt thôi. Ngày cuối cùng của năm, nhiều người đã đoàn tụ sum họp bên gia đình, nhưng cũng có những người đang hàng ngày mong mỏi được trở về ngôi nhà thân yêu, được cùng người thân đón khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng. Gác lại hạnh phúc riêng tư ấy, các cán bộ trên tuyến đầu chống dịch vẫn miệt mài với công việc chuyên môn để mang mùa xuân bình an cho tất cả mọi người. Năm nay là trực là xuyên Tết tại vì có dịch Covid, nên là cũng là một trải nghiệm rất là đặc biệt. Thì vì nhiệm vụ và vì công tác lãnh đạo giao thì mình cũng rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Thế thì rất là đặc biệt thì nhà mình thì mình năm nay ăn Tết đây, chồng mình thì ở dưới Hà Nội cũng phải cách ly. Thế con thì ở với bà, thế là thôi thì vì cộng đồng, vì nhân dân thì thực hiện sếp giao nhiệm vụ thì mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vui vẻ đấy ạ, cũng cố gắng. Tất cả mọi người, các anh chị em trong khu này đều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tốt nghiệp đại học, rời quê hương Thái Bình lên Yên Bái công tác, anh Nguyễn Xuân Hội cũng có cái Tết đầu tiên xa nhà đáng nhớ. Trong sâu thẳm trái tim người lính, hình ảnh quê hương và gia đình vẫn luôn khắc khoải, nhưng anh luôn tâm niệm, dịch bệnh còn phức tạp thì bản thân mình phải nỗ lực hơn nhiều. Tết năm nay xa nhà thì còn nhiều Tết khác để đoàn tụ với người thân, với bạn bè. Alo Hoàng à, ở thêm Tết này ông có về quê ăn Tết không? À thế à, tôi vẫn đang trực ở đơn vị bạn à. Năm nay tôi phải ở đơn vị để trực Tết Covid mà. Tôi vừa gọi điện cho gia đình, cho bố mẹ nhưng mà chắc là hôm nay bố mẹ tôi bận làm cơm tất liên rồi. Thôi thì chúc ông năm mới Tết đến thì chúc ông ở về quê ăn Tết vui vẻ nhá. Tôi thì cố gắng thì nhiệm vụ thì cố gắng hoàn thành, còn có gì thì sau Tết tôi về nha. Hiện tại có 6 công dân ở hai huyện Văn Yên và Yên Bình đang thực hiện cách ly tập trung tại Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tức là khu cách ly tập trung số 1 của tỉnh. Những ngày đầu vào khu cách ly, một số người không tránh khỏi hoang mang, lo lắng, nhưng bây giờ họ đều ổn định tâm lý, đón một cái Tết trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Với mong muốn giúp người dân, dù trong khu cách ly cũng như đang ở gia đình, tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch và các công dân cách ly 5 ngày Tết mỗi ngày 62.000 đồng. Bữa cơm ngày Tết vì thế cũng đủ đầy hơn. Đối với năm nay, nó vào giáp dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Do vậy, trung đoàn cũng đã quán triệt triển khai xác định trách nhiệm. Toàn bộ 100% cán bộ, nhân viên trong trung đoàn xác định rõ quyết tâm cùng với chung của cả nước để đẩy lùi cái dịch bệnh. Đặc biệt là nó giáp với dịp Tết Nguyên đán. Trung đoàn đã đảm bảo các cái mặt bảo đảm, nhưng đặc biệt như công tác bảo đảm hậu cần cho tất cả cán bộ, nhân viên trong trung đoàn theo các cái quy định, và đặc biệt nữa là bảo đảm cho các cái lực lượng công dân cách ly theo quy định của chính phủ, của tỉnh, của ủy ban nhân dân tỉnh, và các lực lượng bảo đảm như y tế, công an theo đúng cái quy định, và bảo đảm ăn Tết theo cái quy định của chính phủ và của ủy ban nhân dân tỉnh.
đón Tết ở khu cách ly có thể sẽ thiếu thốn hơn. Không khí không thể như ở nhà vì không có người thân ở bên, nhưng chắc chắn đây sẽ là cái Tết khó quên và vẫn ấm áp với nhiều người. Những bức tường phòng cách ly không hề lạnh lẽo, khoảng cách 2 mét không ngăn cản tình đoàn kết chan hòa dành cho nhau. Và hôm nay, do bánh chưng đã có ở khu cách ly, những bông hoa đào khoe sắc thắp lên hy vọng về một năm mới an vui và tốt đẹp hơn.